Today is a beautiful day. Because I got a new job. Monroe Freeway Planting. Oh. TT, you happy? What's going on? Leave him alone! Now, move on! Okay. Let's find Monroe's seat. Help me find them. Okay. 3,000 Monroe seats. What's going on? Okay, I'll take this one. Okay. No. Can you help me, TT? I need to find Monroe's seat. 3,000 Monroe's seats. Oh. Hmm. Yeah, my little sis here. Three Monroe seats, 4, 5. I eat a fuck, I eat a fuck, I eat a fuck. Cứ một cây thì niệm Phật một lần. Trồng rừng cho Bồ Tát Lê Thị Bích Xuân. Cảm ơn chị đã hỗ trợ Tuy Un trong chương trình giải cứu rừng ngập mặn. Còn ai muốn Tuy Un trồng cây đước cho thì cứ 1,5 triệu là 3.000 cây. Tôi sẽ trồng 3.000 mầm cây đước vào một cái môi trường tốt nhất để cho cây đước phát triển. Và sau này quý vị có thể thấy được cái vườn đước của mình sau một năm nó sẽ mọc như thế nào ở trong khu rừng này. Thì tôi sẽ trồng phía trong của rừng sâu. Nguyên nhân là chỗ đó để thay thế những mầm đước bằng những cái rác nó đang bị chôn ở dưới đất. Ok. Té sắp mặt luôn. Bởi vì phải dùng cái bào đu tiên cá thôi, cái này không dùng được. Thiệt tình luôn.
Bây giờ là trồng cây đước là không thể nhặt rác, mà nhặt rác thì khó trồng cây đước, nên không thể tham lam được. Xin lỗi bao rác. Anh đi nhặt đước cái đó, trồng đước. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có tiếng chặt cây ở trong khu rừng. Đi qua bên đó coi coi ai đang phá rừng kìa. Đi, let's go. Phải giải cứu thần rừng gấp. Đi mấy anh em. Ai đang phá rừng kìa. Oh, mangrove tree. Thank you.
Chết. Đó.
Man, no! No! Leave it alone! Leave it alone! Chị. Chị, it's over here. Yeah. Chị. Fish over here. Pick it up. Synchronized swimming. Oster synchronized swimming. Woo! Wow! Oh, you can trace on water. Woo! Cool, eh? Oh! Oh no. Okay. Why do my words here? Yeah. Hey, hey. Okay. 17.
xì. Cái này em có lụm dư luôn á. Trời ơi, còn rác thải nhựa nữa. Em lụm là cây nào héo héo là em không có tính. Em chỉ tính mấy cây tươi thôi. Nên em lụm 3.000 cái mầm, nhưng mà thật ra em có thể lụm lên 4.000 đến 5.000 mầm luôn. Em hồi hướng công đức cho ba má nữa, em nữa, cho những ai ủng hộ em nữa. Nên những thứ mà em lụm dư là cho quý vị, còn em làm là cho chị Lê Thị Bích Xuân. 3.000 cây xanh tươi, và chọn một cái nơi thật là sạch đẹp trong rừng để trồng. Ê, bây giờ vậy là ai chi 80 rồi đó. Đi ra xuống đây lượm. Okay. I gotta work. No. You wanna help me? Can you help me? Okay. Trời ơi, có nhiều cây chết ở đây quá vậy. Nó không được cắm xuống đất nên nó chết nè. Phải cứu nó thôi. Okay. Hàng ngàn cái mầm cây đước đổ xuống thì chỉ lên được vài cây thôi. Bởi vì rác thải nhựa nằm trong đất, nó đã che hết đi rồi. Cơ hội để cho cây đước mọc lên nó đã lấy hết rồi. Nên chỉ có 1% số đước rớt xuống có thể lên cây thôi. Cái này chết rồi, bị thúi. Ôi, bị chết rồi. Chết rồi, cái này là chết rồi. Chết là không tính. Chết. Ôi giời. Mỗi ngày em sẽ ráng trồng 100 cây
cho đến đủ số 3.000 nha. Tối thiểu là 100 cây. Ồ, đây nhiều quá. Ok ok ok. Lượm hết khu này là hơn 100 rồi nè. Trường ở nơi này đang bị hủy hoại nên em không thể trồng được ở đây, em phải ưu tiên những khu rừng quan trọng trước. Rễ cá cũng phụ trồng đước nữa, nhưng mà phụ dọc 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 mấy cái đước. Phụ dọc thôi, nó bắt trước em, nhưng mà bởi vì cái não của rễ cá nó chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi thôi, nó bắt trước làm theo nhưng mà nó làm không được, nó cũng không có chân tay để phụ. Em dạy bơi cho mấy em nhỏ 8 năm, mấy em cùng em làm được một số việc, nhưng đến khi những việc này thì chỉ mình em làm, nó cũng vất vả, nó không hợp với mấy đứa nhỏ. Mấy em mới lớn thì bị cám dỗ vô tình yêu rồi. Mười hai mười ba tuổi là bắt chước người lớn rồi. Đây, những cái cây này không ai quan tâm nó nên nó héo hết rồi, chứ hớt một mớ lên là cả hàng ngàn luôn hết. Nếu còn tươi. Ôi trời ơi, còn rễ cá này, chết rồi, đang thúi rồi. Ôi trời ơi, biết cái ông này ông phụ cái kiểu gì ấy nhờ. Ông TT này ông phụ kiểu gì ấy, y như đứa nhỏ 3 tuổi vậy đó. Thấy cha mẹ làm bắt chước làm theo. Hơn 100 rồi đó, nhưng mà lượm thêm nha. Đây là mọc thành công nè, mọc lên nè, nhưng mà bị rác thải hại nè, nên rụng lá muốn chết luôn.
Bồ Tát Lê Thanh Xuân muốn cho em một số tiền. 1 triệu em không nhận, 2 triệu em cũng không nhận. Nhưng cho em một việc làm liên quan đến việc bảo vệ thiên nhiên, động vật, và có được tiền thì em nhận. Cảm ơn chị nha, chị tạo công ăn việc làm cho em. Ây da, sự cực khổ này không phải là em, em bị ép buộc, mà là em tự nguyện để làm cho mọi người thấy, nên mọi người ủng hộ em thì em cảm ơn, em sẽ cố gắng làm vì mọi người. Chứ mọi người đừng quăng tiền cho em một cách vô nghĩa, em sẽ không nhận đâu. Em cho dù là một thầy tu nhưng nhận tiền của quý vị em cũng không có cách nào để tu thay quý vị đâu. Quý vị phải tự tu huệ cho bản thân của mình, nên đừng nhờ quý thầy tu huệ cho mình. Còn tu phước thì em có thể chuyển được cho quý vị. Đây là tu phước, hơn 100 mầm cây đước rồi. Em chỉ tính là 100 thôi. Bây giờ em đem qua rừng em trồng, qua một khu rừng khác. Công việc này là chư thiên quỷ thần giao phó cho em, và phải làm sao cho mọi người thức tỉnh, mọi người ủng hộ em. Hiện tại thì có quý vị Bồ Tát ủng hộ em, nên anh chị thấy đó, em ra tự nhiên. Em làm việc này tự động có cây rổ nó trước mặt em, em chỉ việc lụm. Có cái thùng đựng trước mặt em chỉ việc lấy, nên có sẵn cho em hết rồi. Em chỉ việc lấy và làm thôi. Ây, cây này mọc lên không được, nó bị chết ở đây nè. Vẫn lấy chồng luôn xuống luôn. Ok. Lá số này em chỉ tính 100 thôi nha. Rồi. Còn nhiều quá. Bây giờ nước thì nó dâng lên cao quá. Em đem qua khu rừng bên kia thì mới không bị con người quấy rối. Ở đây á là cái hồ bơi thiên nhiên của em, thần rừng tặng cho em. Ở đây nó là một cái bãi rất là lại và vừa cho em bơi hơn 100 mét, bơi qua bơi lại vậy đó. Không có bị cái gì vướng víu hết, với lại rác thải xung quanh đây em lượm sạch rồi. Chỉ có rác thải bị mắc kẹt trong khu rừng nước thì em chưa làm. Nhưng em phải trồng hết cái số này, phải đem qua bên kia. Dạ. Mà nước thì dâng em không trồng được. Em phải đợi nước cạn em mới trồng được. Titi, I'm over here. Come on. You wanna come with me? We got another mineral straps. Okay, let's go. Đi thử nha. Oh yeah. Chúng ta phải qua khu rừng kia. Titi, you wanna come with me? Okay, let's go.
Bên kia nước quá là sâu, không thể trồng được. Hôm nay sẽ trồng 100 cây ở đây. Trồng ở khúc này đi cho dễ trông chừng nhé. Ok, chị Chi có phụ không? Ok, trồng đây đi. Ý trời, không nên miễn cưỡng làm việc quá sức. Đây, hôm nay em sẽ trồng cây đước ở đây. Nó phải có vừa có đủ ánh sáng và được đủ bóng râm nữa, nó mới có thể phát triển được. Trồng ở đây 100 cây đước cho chị Lê Thị Bích Xuân. Mỗi cây đước là một lời niệm Phật, cầu cho mọi người thức tỉnh, đừng làm hại thiên nhiên động vật. Em gieo cái mầm cái đứa xuống đây là gieo tương lai tốt đẹp cho con em quý vị. Trời đất này cứng quá.
Dạ, cái này là mình trồng ngay cái đùng. Đùng thì phía sau, còn này cái bờ bao của cái đùng. Thì chỉ sợ là trồng ở đây á, cây đước nó sẽ không có được phát triển tốt, người ta sẽ đạp nó. Nên mình phải vô trong cái khu rừng trong này mình trồng. Hôm nay em trồng đỡ ở đây cho chị xem nha, cho quý vị coi cái công việc của em. Dạ, em sẽ trồng 3.000 cây đước trong rừng ngập mặn với giá là 1.500.000. Là những ai muốn cho em tiền từ việc trồng cây, còn không thì chỉ cần nhấn like ủng hộ cho em là được rồi, cho cái video của em. Cái này em cất, em thấy chồng ở đây sợ bị người ta đạp với mấy con cún đi vô đi ra nó làm đè gãy, nên chồng tượng chân thôi, phần lại mình cất đi. Ok, mai chồng tiếp. Đây là một sự giữ đất tuyệt vời của cây đước, để chống lại sóng thần và xói mòn. Cái rễ của nó ôm lấy cái cục đất này, giữ cho cục đất chắc chắn. Trồng đước gần ở những cái bờ sông thì cũng rất là tốt. Nhưng để em trồng 3.000 cây phía trong rừng trước đã. Bên trong khu rừng á, dù sao cũng an toàn hơn. Nhưng mà những cái cây phía trong, cây to của rừng á, nó bị gãy hết rồi, nó bị chết do rác thải nhựa nhiều quá, nên nó cần những cái mầm cây con. Và bên trong á, thì nó vẫn có ánh sáng, bởi vì nó trống, nên mình trồng cây con phía trong rừng á, nó tốt hơn. Phía ngoài nó được những cây lớn bảo vệ, chống lại lực đẩy của nước, và vẫn có ánh sáng chiếu xuống đủ cho nó mọc lên. Nên ưu tiên, tuy hơi vất vả một xíu bởi vì phải đi vào bên trong của khu rừng và dọn rác thải nhựa nếu có, để cho cây đước nó dễ mọc. Dạ. Thì mai mình sẽ tiếp tục cái công việc này. Em găng tay bảo hộ chống sình chống phèn đủ hết rồi, giờ chỉ có làm thôi. Đầu tư 150.000 rồi. Ý vô. Gô hô. Ây da. Đi nè. Thank you.